Tự nhiên tiền trong tài khoản chị bị rút hết trơn rồi. Trong này là 300 triệu chị mới rút đó. Ngu thì ráng mà chịu thôi. Trách ai bây giờ? Anh, em nói em chưa có sai mà sao anh đưa em về? Em còn muốn uống. 1, 2, 3 nè. 2, 3 2, 3 nè, bữa nay em hư lắm nha. Bây giờ em lên ngủ đi. Ngày mai chắc chắn là chúng ta sẽ lại gặp nhau. Anh với em đi nhậu tiếp, ok? Anh nói thiệt không? Ừ. Mai nhậu nữa. Vậy bây giờ anh về nha. Ok. Ê, sao? Anh cứ vậy anh về hả? Chứ muốn sao hả? Không có được. Anh quên hả? Anh đi giờ anh phải chào tạm biệt em nè. Chắc chắn chứ. Ghét quá. Rồi, được rồi, bây giờ anh về nha. Dạ, nhắn tin đi. Ok, bye bye em. Oh, hello bà chị. Chào bà chị, tôi về trước nha. Đúng rồi. Chị hai. Chị hai, nhà mình còn bia không? Uống với em đi, em còn uống nữa. Em muốn uống nữa. 1, 2, 3 vô. Em làm cái gì mà uống sai dữ vậy không biết nữa. Em không có sai. Em cái gì? Chị nhìn cái thằng đó là chị thấy nó không đàng hoàng rồi. Ăn mặc gì đâu mà lố lăng. Chị hai, sao chị hai kêu người ta không đàng hoàng? Chị hai kỳ cục quá. Em nói chị hai nghe nè, bạn trai của em á là idol top top, không có dễ gì mà quen được đâu. Ảnh á nha, có tài, có sắc nè, có sự nghiệp, tinh hoa hội tụ, phụ nữ rất yêu. Chị hai không có biết gì hết á. Nè, em đừng có vì cái hào nhoáng đó mà nó đánh lừa em đó. Với lại em coi em kìa, đầu cổ tóc tai của em á có giống cái gì không? Màu này màu kia, nhìn không có ra cái gì hết á. Chị hai, em nói mà lúc nào chị hai cũng giận hết á. Nhưng mà em nói có sai đâu. Cái này nè, cái này là highlight. Chị có biết highlight là gì không? Là móc like đó. Mấy cái này nè bây giờ không có ai nhuộm tóc nữa. Mình thích á thì mình gắn vô, không thì mình gỡ ra. Đó, thấy chưa? Chị hai ơi, chị hai phải gắn mấy cái này vô, chị hai mới có bạn trai, mới có chồng được. Ở đây em gắn cho chị hai nha. Thôi đây, thôi, gắn thôi. Cho. Đi lên ngủ giùm tôi đi. Đi đi. Chị hai cơ. Em nói chị hai nghe nè. Em 20 mấy tuổi rồi, em có phải con nít nữa đâu. Mà bà chị già của tôi suốt ngày quản hoài vậy. Chị để em tự do đi được không? Bởi vậy nó đâu có sai đâu. Mấy người suốt ngày ở trong bếp nè, cắt cá, lặt rau, riết rồi, không có biết cái sự thời thượng là gì. Em không có nói chuyện với chị hai được. Em đi ngủ. Ba chị hai. Hết nói nổi à. Nè, hai đứa cứ coi đi. Đó. Ưu ái lắm, tình cảm lắm, thương lắm nha. Anh mới để miếng bánh ngon này cho hai đứa đó. Bảo đảm với hai đứa luôn, mặt tiền đường. Khu này á rất là nhiều khách du lịch tới, đảm bảo không ăn tiền á là không phải là anh. Với lại hai đứa đầu tư vô dự án lần này, đảm bảo 1 lời 4. Hơn nữa nha, Quang làm gương mặt đại diện, hàng loạt fan của nó ha sẽ kéo tới ủng ủng hộ. Lúc đó một con số lợi nhuận nó đội lên rất là khủng khiếp. Sao quyết định lẹ đi, cơ hội không đến lần thứ hai đâu. Rồi, ok anh Nam, em hiểu, em là em thích cái miếng đất này nhất luôn. Nhưng mà cái vấn đề nó là như vậy nè, bây giờ em đang kẹt tiền xíu á, anh em mình cho nhau một xíu thời gian được không anh? Ok. Không được, anh thương hai đứa lắm, anh mới dành cái dự án này cho hai đứa đó. Hai đứa biết không, ở ngoài kia rất là nhiều người muốn nhảy vô cái dự án lần này.
họ gọi cho anh muốn trái máy luôn á, để dằn cọc cái dự án lần này mà anh đâu có chịu. Nếu mà hai đứa nói vậy thì chắc dự án lần này chưa có duyên. Hẹn làm sao nha. Nhưng mà anh Nam, em có tiền. Thiệt hả? Em có tiền, em có tiền tiết kiệm mà. Để em hùng vốn với anh nha, chứ dự án này ngon thì bỏ uổng lắm. Chốt được. Chốt được hả? Đó. Tất cả mọi việc đều có cách giải quyết của nó. Anh chốt cho hai đứa nha. Rồi, anh tìm cái ngày nào tốt á, anh gọi hai đứa ra cọc. Ok chưa? Chị quá quý rồi. Rồi, anh okay. Xin phép đi trước. Dạ. Dạ. Tốt quá, tốt quá. Sao? Vậy bữa nay em giúp anh rồi phải không? Anh khao em một chậu, ok? Ok luôn. Anh ơi. Em vô đi. Vô đây. Sao trễ vậy? Anh. Sao anh không hẹn em chỗ khác mà hẹn vô khách sạn chi vậy? Anh thích riêng tư mà. Ngoài không thích riêng tư sao? Thích chứ. Được ở cùng anh á, ở đâu cũng chịu hết á. À, em có quà cho anh. Quà gì? Chờ em một chút. Ta-da! Nè, anh coi đi. Trong này là 300 triệu, em mới rút đó. Cái này là tiền tiết kiệm của em với chị hai đó. Anh cầm xong rồi xoay sở công việc đi nha. Bởi vậy, em cứ như vậy hoài á, hỏi sao anh không thương em cho được, đúng không? Anh thấy em vậy, anh thưởng cho em đi. Thôi, tất nhiên, anh phải thưởng chứ. Này đấy. Sao, hút đâu? Bên này nữa. Mà người yêu anh giỏi thiệt. Em yên tâm đi, với số tiền này anh chắc chắn sẽ sử dụng nó hiệu quả. Bây giờ từ một vốn anh sẽ cho nó thành 4 lời, rồi sau đó anh với em đầu tư, anh với em có tiền, anh sẽ cưới em, rồi chúng ta sẽ có cuộc sống thật hạnh phúc giàu sang. Em thích không? Hả? Anh sẽ cưới em hả? Chắc chắn rồi. Em với anh đã quá. Anh, nếu mà sau này mình cưới á, mình làm đám cưới ở biển nha. Em thích biển lắm. Okay. Trời ơi, đã lắm luôn á. Nếu như em thích. Rồi, bây giờ nè. Nâng ly. Nâng ly chúc mừng cho tương lai của hai chúng mình. Ok. Nè. Ok. 1, 2, 3. Dạ. Công nhận á, anh đẹp trai, dễ thương lại còn tốt nữa. Em sao vậy? Sao tự nhiên em xỉn nhanh vậy ta? Nè, em có sao không vậy? Em không có sao hết á. Ngu thì ráng mà chịu thôi, trách ai bây giờ. Ngủ ngon nha cục cưng. Điện thoại, túi xách. Thì anh Quang ơi, anh Quang, không lẽ nào anh Quang lấy hết hả? Anh lừa mình. Anh là idol top top mà không thể nào như vậy được. Lẽ nào chị hai nói đúng? Chị hai ơi, chị hai.
Ôi, em có sao không? Đứng lên đi. Dám mà đặt gắn mắt idol để đi dụ dỗ các cô gái hả? Chị hai, sao chị biết em bị thằng khốn này lừa mà chị tới đây vậy? Ê ê ê ê, nó nghe nè, ngừng xe lại coi. Nó nghe. Có chuyện gì vậy? Ê, tự nhiên tiền trong tài khoản chị bị rút hết trơn rồi. Mà sao tự nhiên bị rút vậy? Rồi cái thẻ của chị đâu? Cái thẻ chị đưa con Nguyệt giữ. Bây giờ chị điện ngân hàng đi, kêu nó khóa thẻ liền đi. Trời ơi, nó rút hết rồi. Khóa gì nữa mà khóa. Sao giờ ta? Ê, hình như con Nguyệt kìa. Ơ, đúng đó rồi. Chạy theo nó coi nó đi đâu vậy? Dạ. Em gom hết tiền của chị rồi đi vô khách sạn với nó là chị biết nó lừa em rồi. Đúng như suy nghĩ của chị. Dạ, em biết em sai rồi. Đồ khốn này, tôi yêu anh, tôi hy sinh tất cả, tôi dâng hiến tất cả cho anh. Vậy mà anh đối xử với tôi như vậy. Anh lừa tình, anh lừa tiền của tôi. Đồ khốn, tôi đánh chết em, tôi đánh chết em, đồ khốn này. Thôi được rồi, tôi xin lỗi. Bây giờ tôi biết mình sai rồi. Tiền bạc thì tôi cũng đã trả lại cho mấy người rồi. Bây giờ tôi xin mấy người á, là đừng làm lớn chuyện này lên được không? Tiền á, tất nhiên là mày lấy không được rồi. Còn chuyện này á hả, tao sẽ đưa lên mạng để cho mọi người đều biết, để cho các cô gái á, không vì cái mắt idol của mày mà bị mày lừa nữa. Trước khi đến đây á, tao báo công an rồi. Mày chờ á mà hầu tòa đi. Công an tới kìa chị. Sẵn các anh tới đây rồi, tôi giao nó cho các anh xử lý đó. Anh Trần Diệu Quang, anh đã bị bắt về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Mời anh theo chúng tôi về cơ quan công an để hợp tác điều tra. Ok. Đồ khốn này, cho mày chùa. Đó, cái mác idol đó. Vậy là idol dữ chưa? Chị hai, em biết em sai rồi. Em không có mê idol nữa đâu. Em chưa rồi. Đi về. Chào em.